mình nuôi nó, em coi nó như con vậy. Em đi kiếm em khóc từ sáng giờ luôn á, em coi nó như con nhưng mà nó bắt thì đó, rồi em khóc từ hồi sáng tới giờ luôn. Anh em coi nó như con của mình vậy đó, tại vì em nuôi, em cũng không có gia đình á, em nuôi mấy con này em thương nó lắm, mà mấy con này cái giống này nó quấn chủ á, nó thương á. Em khóc em chạy đi kiếm từ sáng vòng vòng Sài Gòn mới về tới luôn. Em cũng hy vọng là mọi người có ai mà thấy được bé á thì chỉ giùm em, mà em xin chuộc lại.